Giờ đây là lần thứ hai Yuno đến với bài hát đầu tiên. Lần đầu tiên hát với cả MTV Thiên Thần Nhỏ Bé đúng không? Hôm nay quay lại với bài hát đầu tiên thì cảm xúc như thế nào khi hát cùng Ương Hòa Phúc? Em rất là may mắn và vinh dự. Thứ nhất là em được tham gia chương trình này, được gặp lại các anh như anh Ương Hòa Phúc, như anh MTV. Mà cái lứa tuổi của em á, em nghĩ là ai cũng thần tượng các anh cả. Và cái việc mà được đứng chân sân khấu cũng được rap một bài chung với mấy anh là một có thể là một ước mơ của em hồi đó. Dạ, và em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh. Còn tất cả khán giả thì cũng rất may mắn có được em với phần biểu diễn rất là sung vừa rồi. Cảm ơn lần nữa, chúng ta hãy cảm ơn Yuno. Dự định trong tương lai gần của ông Phúc trong âm nhạc là gì? Dự định trong tương lai gần là Phúc sẽ cho phát hành một cái album. Trong album đó thì có 60% là ca khúc mới và 40% sẽ là những bài hát hit của Phúc được phối lại. Phúc sẽ còn kết hợp với rất nhiều các bạn nhạc sĩ trẻ, ca sĩ trẻ hoặc là những cái bạn trong cái giới underground để làm sao tạo ra cho mình nhiều cái nội dung phong phú nhất có thể. Nếu như Phúc nói kết hợp với underground thì anh có thể hiểu là âm nhạc của Phúc lúc đó cũng sẽ phải hơi thay đổi một chút. Dĩ nhiên âm nhạc nó không có giới hạn và nó cũng không có phân biệt là thể loại nhạc nào, miễn sao khi mình làm ra cái bản nhạc đó mà mình chạm đến trái tim của khán giả và chia sẻ được những cái nỗi niềm của họ bằng trong bài hát của mình thì Phúc cảm thấy bài hát đó là một ca khúc thành công. Nó có thể là R&B, nó có thể là rock, hoặc là nó có thể là rap. Phúc có thể bật mí cho tất cả khán giả một số tên mà Phúc dự định sẽ kết hợp không, hay còn quá sớm? Không sao đâu, tại vì Phúc luôn luôn là chia sẻ với khán giả của mình mà. Trong sắp tới thì chắc chắn là Phúc sẽ hợp tác với nhạc sĩ Only C, hợp tác với lại Đỗ Hiếu, hợp tác với Đạt G, là những người bạn và những người anh em mà cũng đã từng làm việc chung với Phúc. Toàn những ca sĩ này, producer này, toàn hitmaker cả. Như vậy thì có thể chờ đợi là đây sẽ là một album rất là bùng nổ của anh. Vậy thì còn phần ca hát thì sao ạ? Vẫn sẽ là một mình anh thể hiện hay là có một cái bản feat nào đó, featuring nào với cả một rapper hay là một ca sĩ trẻ nào đó không ạ? Chắc chắn đó là một cái sự thay đổi mới lạ mà Phúc sẽ kết hợp trong những cái dự án của mình. Sẽ kết hợp với những nhạc sĩ trẻ hát chung với mình hoặc là những rapper sẽ cùng feat với mình. Đó là những cái dự định trong tương lai mà Phúc nghĩ là trong năm sau Phúc sẽ cho ra mắt những cái sản phẩm này với khán giả. Còn trong năm nay thì chắc là mọi người cũng đã dồn dập với những cái dự án điện ảnh và âm nhạc của Phúc rồi ha. Yeah. Nên là thôi mọi thứ đó dồn vào cho năm sau, được không ạ? Và cho em hỏi là về cái mức độ mà mình đầu tư đi ạ, anh vẫn sẽ mạnh tay tiếp tục dù là thể loại âm nhạc mới hay là gì đó, anh vẫn sẽ tiếp tục đầu tư những MV bùng nổ chứ ạ? Thực sự đối với âm nhạc thì đầu tư bao nhiêu nó cũng không có đủ hết á. Tại vì nó vô giá mà, âm nhạc vô giá, mình đầu tư bao nhiêu cũng có một sản phẩm hết. Nhưng mà riêng Phúc thì Phúc luôn muốn chỉnh chu và luôn muốn cái sản phẩm của mình nó được hoàn chỉnh, hoàn hảo nhất có thể. Thì ở thời điểm hiện tại nếu mà mình đầu tư một cái dự án nào đó mà dưới 1 tỷ á, coi như là đầu tư hơi ít đó. Tại vì thời điểm này Phúc thấy là cái mức mà để kinh phí để đầu tư ra được một cái sản phẩm như là của Hương Giang thì phải ít nhất là tầm tỷ trở lên, chứ dưới là không coi không được đâu. Dạ thôi, em lúc nào cũng giàu kín như cái đó. Tại sao em lại hỏi? Bởi vì em chỉ muốn chứng minh anh của 2002 hay là của 2021, 2022 thì vẫn là một Ưng Hoàng Phúc hết mình với âm nhạc và luôn luôn chỉnh chu nhất có thể trong tất cả mọi sản phẩm để mang đến cho quý vị khán giả, chưa bao giờ trở nên mai một vì cái sự đầu tư đó. Và em tiếp tục một lần em muốn nói là em cũng rất là nể phục anh vì cái tinh thần làm việc như thế ạ. Cảm ơn Giang.
Nếu nói về âm nhạc như vậy thì sự nghiệp điện ảnh web drama của Hùng Phúc sẽ tiếp diễn như thế nào? Mục tiêu của công ty Hùng Phúc là mỗi một năm mình sẽ hoàn thành được 1 đến 2 dự án điện ảnh, trong đó nó có thể là web drama hoặc là điện ảnh để chiếu rạp. Thì mục tiêu là mình đặt ra nhưng mà mình sẽ thực hiện. Và dĩ nhiên trong một năm đó, mình nếu mà mình không thực hiện được hết 2 mục tiêu thì ráng phải ít nhất là thực hiện được 1 mục tiêu. Thì trong đó nó vẫn có hình ảnh, âm nhạc và điện ảnh của mình nó song song với nhau. Dĩ nhiên là đầu tư nhiều quá thì nó sẽ rất là tốn kém, xong rồi sau đó là mình phải gọi là cày hết tốc lực thì mới có thể thu về. Nên là Phúc cũng rất là cân đối, tại bây giờ mình không phải là giống như một ca sĩ trẻ mà gọi là phải bứt phá mọi thứ để đi lên. Tại bây giờ cũng là ông bố có vợ và có 3 đứa con rồi. Nên là mọi thứ nó đều phải gọi là có một cái gì đó nó tính toán nó kỹ hơn, chi li hơn và nó tiết chế hơn. Và em xin được chúc cho anh sẽ luôn luôn vừa lo việc gia đình này, vừa luôn luôn sẽ có sức khỏe để mang tới thật là nhiều những sản phẩm tiếp theo.